phần lớn trong cuộc đời, nói phần lớn mà còn khiêm tốn đấy, nhưng có thể là nói là tất cả mọi người trong cuộc đời, kể cả tăng ni hay là người cư sĩ tại gia và những người không phải là cư sĩ đối với Phật pháp, một người bình dân, ai cũng đều có một cái nhu yếu, sợ khổ, ham vui, đúng không? Có ai trong cuộc đời này không sợ khổ bao giờ không? Có không? Chắc cũng có. Nếu mà chúng ta tu hành mà thành tựu được pháp thân, hay là đắc đạo, hay là có một cái sự nhận định về đức giáo pháp của Đức Phật rõ ràng, thì chúng ta không có sợ khổ. Tại vì lúc đó chúng ta đã tự tại với các pháp rồi, không sợ khổ. Còn phần đa trong cuộc đời, trong một cuộc sống tương đối, dầu là tu hành hay là các vị cư sĩ ở đời, thì cái nhu cầu này nó cao hơn là tăng ni. Giả tỷ tăng ni cũng có cái lòng sợ khổ ham vui, nhưng nó nhẹ hơn so với tất cả Phật tử hay là những người bình dân khác. Còn phần lớn những người bình dân chúng ta là cái nhu cầu sợ khổ ham vui lớn lắm. Tại sao vậy? Tại vì đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người thôi. Chúng ta biết rằng cái cảm giác về đau khổ á, nó không phải dễ chịu, đúng không? Rồi cái cảm giác về an vui á, là nó dễ chịu. Vì vậy cho nên qua quá trình kinh nghiệm của đời đời kiếp kiếp con người, mà những cái nào đem đến cái cảm giác bất an, bất như ý, thì chúng ta liệt vào cái đó là đau khổ. Còn cái nào đem đến cảm giác hạnh phúc, như ý, an vui, ở đây tôi không nói là sự cảm giác giải thoát nha, mà cái cảm giác tương đối về nhu cầu của cuộc đời thôi nha. Thì những cảm giác đó con người luôn luôn lúc nào cũng chạy tìm và muốn cho đạt được nó. Trong suy nghĩ chúng ta còn không có dám nghĩ những cái điều mà chúng ta cảm thấy bất như ý nữa. Và quá trình trao đổi với bất cứ một ai, một khi nói đến những gì xui xẻo hay là bất như ý hay là đau khổ, chúng ta dường như không muốn nhắc đến. Tại vì cái đó nó đem đến cho chúng ta sự bất như ý nhiều quá rồi, bây giờ không muốn nó tồn tại nữa. Nhưng mà chúng ta không muốn là cái việc của mình, còn nó tồn tại hay không là việc của nó. Có khi nào nói là bây giờ tôi sợ quá rồi, tôi sợ bệnh quá rồi, sợ già quá rồi, sợ chết quá rồi, rồi cái nó nghe mình sợ vậy cái nó không đến, có không? Chẳng hạn như mấy cô ở đây mà 60-70 tuổi bắt đầu tới đó, nói là bây giờ tôi sợ già lắm rồi, mà nó tới không? Tới không? Cô nhiêu rồi? 64 rồi. Cô nói bây giờ 64 mày dừng được rồi, tao sợ già dữ lắm rồi. Rồi nó có dừng 64, nó trở lại 63, 62, 61, hay là vài năm nữa cô sẽ 70 hả? Tức là cái sợ là quyền của mình, nhưng mà cái đến nó sẽ đến. Và cái cuối cùng là sợ chết, tôi sợ chết lắm rồi. Nhưng mà chắc gì mà mỗi con người ai có thoát được chết không? Không bao giờ, phải không? Cho nên cái cảm giác đau khổ là cái đó là cái mà quy luật chung rồi. Còn đến tất cả cả những nhu cầu khác nữa, mình không thích, không muốn, nhưng mà nó đến, nó vẫn đến. Cái nghèo có ai muốn không? Nhưng mà tới chừng nó đến là nó đến. Hay là thân phận mình thiếu phước duyên, mang nghèo cùng là nó sẽ nghèo cùng. Nhưng mà tôi nói như vậy để làm một cái tiền đề cho tất cả chúng ta thôi. Trong cuộc đời này là nó vốn bất như ý nhiều lắm, nhiều lắm. Mà nếu chúng ta biết tu học thì tự tìm cho mình một chỗ an lạc, coi như là không phải tuyệt đối nhưng mà tạm thời. Dù là tạm thời mình cũng thấy vẫn đỡ khổ hơn những người mà người ta gặp những niềm đau khổ khác. Đường về cõi Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tránh niềm tục lụy lắm phong ba. Tức là biết trong cuộc sống này nó vốn nhiều đau khổ, khổ nhiều mặt, tâm lý, vật lý, các nhu cầu của con người. Nhưng mà cứ đời đời kiếp kiếp con người cứ phải qua, chấp nhận và mang thân phận như vậy, không có thay đổi được. Và nếu chúng ta không có cơ may học đạo thì lại càng khó khăn hơn trong việc chuyển hóa những thân phận đau khổ thực tế này.
Còn chúng ta có cơ may học đạo thì là tốt rồi. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị là ai cũng có nhu yếu sợ khổ ham vui. Và vì vậy ai cũng muốn tìm cho mình một cái gì đó để tránh đau khổ, tức là mình tìm một nơi nương tựa. Ví dụ như tất cả các vị trong xã hội nè, người ta sợ nghèo lắm, tại người ta biết cảm giác nghèo là không phải dễ chịu. Sự khinh thường của người khác, sự khó khăn trong sinh hoạt vật chất, muốn cái gì cũng rất là trở ngại đó. Rồi chúng ta cảm thấy những cái điều đó là chúng ta phải mong ước cho mình vượt hơn thực tế, để có tiền, để lo cho nhu cầu, để bảo vệ hạnh phúc của mình. Để tối thiểu hơn nó, nhiều khi muốn cúng chùa mà nghèo cũng khó cúng nữa, rồi cũng mặc cảm nữa. Đó là những cái quan niệm mà tôi chưa nói là Phật Pháp ở trong này, mà chỉ nói là thông thường như thế. Sức khỏe, bệnh tật, quyền lực, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta đều muốn hết. Nhưng mà chúng ta nhìn một cách khách quan về cuộc sống bên ngoài, ai cũng ước mơ cho mình được đẹp, được giàu, được sang, được phú quý, được khỏe. Nhưng mà chúng ta có phải được theo ước mơ của mình không? Chúng ta thử xét lại cái ước mơ của mình trong cuộc đời coi. Tăng ni hay là Phật tử, ai cũng có ước mơ cả. Nhưng mà rồi cuối cùng một đời người, chúng ta trắc nghiệm lại, mình thành tựu khoảng mấy chục phần trăm ước mơ của mình. Khoảng bao nhiêu phần trăm? Có người suốt một cuộc đời không bao giờ thành tựu một ước mơ nào cả. Không thành tựu một ước mơ nào cả. Họ cũng muốn có một mái ấm gia đình vậy. Họ cũng có một sự nghiệp, muốn có một sự nghiệp nho nhỏ vậy. Họ cũng có một muốn một sức khỏe tương đối vậy. Họ cũng có một chút muốn có một chút vốn liếng làm ăn với thiên hạ vậy. Nhưng mà suốt cuộc đời sao vẫn nghèo cùng, khốn khổ, đói rách, hèn hạ mãi như vậy. Như là mình nhìn thấy như vậy là mình nghĩ là họ không có ước mơ gì hết sao? Không đúng. Trong lòng con người ai cũng ước mơ để vươn lên cả. Nhưng mà vì không vươn lên được là do cái gì? Rồi có những người phản được 10% ước mơ, 20, 30, 40, 50. Và cao nhất trong cuộc sống con người, ai thành tựu khoảng 70% ước mơ của mình là người đó có phước báo lớn lắm. 70% thôi. Cái này là tôi nói là không phải là sách vở gì cả, vào đây là kinh nghiệm. Mình nhìn, dùng giáo lý của Đức Phật để mình nhìn, mình thấy, biết rõ điều này. Và mình biết chắc chắn tại sao như vậy. Ai cũng ước mơ như nhau, nhưng mà người được, người không, có phải là trời bất công hay là Phật không ban thưởng hay là cái gì không? Hay là trời không có mắt không? Không phải điều đó. Những sự trách cứ vu vơ của chúng ta là không có cơ sở. Tất cả những cái đó nó xảy ra là do chính mình, chứ không phải là do ai cả. Mình có phước, mình mơ, thì cái duyên lành nó đến để giúp cho các vị được thành công. Còn mình cũng ước mơ mà mình không có phước thì nó hoàn toàn gặp nghịch duyên, không thể nào thực hiện được ước mơ đó. Cho nên cùng hai lần, hai người kinh doanh, học hành hay là làm ăn vân vân như nhau, nhưng mà người này thành người kia bại, không phải là ông này ngu, ông này khôn. Không phải do ông này ngu nè, cái đầu óc kém hơn ông này cho nên làm ăn thất bại, ông này khôn hơn làm ăn thành công. Không đúng. Ta nói lù khù còn có ông cù độ mạng mà. Tức là người lờ khờ vậy đó. Nhưng mà họ có phước rồi là tự họ có cái mạng làm vua là họ phải làm vua, mà có mạng giữ của là họ giữ của. Còn người lanh lợi quá mà nếu không có phước thì cũng lận đận lao đao như ai thôi à. Cho nên không phải khôn hơn mà chúng ta thắng, và không phải chúng ta có sức mạnh hơn mà chúng ta thắng. Không phải vậy. Mà người có phước hơn là sẽ thắng. Cho nên á, khi mà chúng ta thấy, khi mà mình có phước rồi mình làm một gì việc nhỏ thôi, cái những duyên lành nó đến, nó giúp mình thành công dễ dàng. Tại vì việc đó trong phước báo của mình. Còn có những người muốn làm việc nhỏ vậy thôi, làm hoài là không được, tại vì phước báo nó không có. Lúc đó chúng ta cần phải trầm ngâm, suy tư lại thân phận của mình trong vấn đề làm phước của mình. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, đâu là chỗ nương tựa bình an, là ở mức độ tương đối thôi.
không phải là chúng ta đi vào nương tựa Tam Bảo. Ở đây là cái nguyên tắc rồi, quy y Tam Bảo, nương tựa vào Phật Pháp Tăng là nguyên tắc rồi, không cần nói. Nhưng mà tôi muốn nói cho tất cả các vị đi tìm một chỗ nương tựa bình an trong tương đối của cuộc đời, để chúng ta không còn mặc cảm, để chúng ta không còn khổ đau nhẹ nhẹ những cái gì đó, thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, tương đối tốt hơn. Mà tôi muốn nêu với tất cả các vị để mình tự về quán chiếu tu tập rồi suy gẫm những điều mà chúng ta trình bày. Và những điều chúng ta trình bày không phải là chủ quan, mà tôi cũng được học hỏi từ các bậc thầy và từ trong kinh sách do Đức Phật dạy mà tôi truyền đạt lại, để tất cả chúng ta cùng hiểu, để mà vận dụng học tu cho nó tốt hơn.